Good morning. Rồi, hôm nay có mình em Trực à hả? Cho anh hỏi coi cái thùng nước mắm với lại một thùng nước mắm với lại cái hand gel anh giao cho khách đó con. Dạ, các bạn có gửi đâu? Ở đâu? Dạ. Ở đâu? Ok. Rồi tranh thủ rửa tay một chút xíu. Hồi nãy mới quay niềm vui bất ngờ. Rồi. Cái nào đó? À này hả? Dạ. Rồi, đây thùng nước mắm để giao cho một khách hàng rất là quý. Trời nặng quá. Thùng này 12 chai nước mắm nhĩ nha bà con. 12 chai nước mắm nhĩ 40 độ đạm đó. Mọi người biết mình hôm nay sẽ đi giao cho ai không? Xin tiết lộ luôn để tất cả các anh trai mình theo dõi nha, đi giao cho chủ tiệm vàng Tuyết Nhung. Bạn ấy hôm qua ủng hộ cơm xong cái mình tiếp thị tiếp cái vụ nước mắm đó, thế là bạn ấy nói là ủng hộ cho anh thêm 12 chai một thùng nước mắm, 12 chai nước mắm 40 độ đạm luôn. Đó. Rồi cái này là gì đây? Thêm 5 chai hand gel 500ml và 10 chai hand gel 60ml. Đó. Em gái, phụ anh cầm này nằm anh đi. Ngọc đúng không? Ủa tên gì anh quên rồi. Ủa Tuyền, chết cha. Rồi cảm ơn Tuyền nha. Ok. Quý vị các bạn thân mến, hôm qua mình có nói với bà chủ Tuyết Nhung, tiệm vàng Tuyết Nhung ở chợ Tân Định, Nguyễn Hữu Cầu á. Cô ấy cho mình cái địa chỉ số 115 đường Nguyễn Hữu Cầu, rồi nói thôi anh cho lính tráng mang tới giùm em. Rồi mình nói thôi sáng mai anh sẽ tạo cho em một điều bất ngờ. Đó là mình đi giao mà chắc cô ấy không biết đâu. Chỉ lại mỗi lần đến cái chỗ tiệm này nó vui lắm. Bà con, các bạn có đồng ý với mình không? Bà chủ tiệm vàng mà nó vui tính mà dễ thương mà nói chung là nói thích lắm, mà lại còn đẹp và còn hơi sexy nữa. Thôi tiếp tục. Hôm nay không có giao cơm, hôm nay là thứ bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020. Thì hôm nay không có giao cơm, tại vì thứ bảy chủ nhật thì tạm nghỉ giao cơm để cho các bạn team cơm tấm nghỉ ngơi chút, đuối quá nó chịu nổi. Các bạn thì nghỉ, nhưng mà Coleman thì vẫn làm, vẫn đi giao cơm, vẫn đi giao hàng. Tê tê, ok let's go, Hoàng Đào ơi. Vào đây hả? Anh tưởng lên cầu Trần Quang Khải chứ. À đúng rồi, cầu Trần Quang Khải cầu này đúng không? Coleman Delivery, niềm vui mỗi ngày. Vậy bạn thân mến chưa? Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020. Cơm tấm 39 Homemade tạm nghỉ ngày hôm nay và ngày mai, nhưng mà ngày mai thứ hai sẽ quay trở lại. Nhưng mà Coleman vẫn tiếp tục đi giao hàng. Mình đang đi vô đường Nguyễn Hữu Cầu rồi nha bà con. Lâu quá không có quay, không có lại, không có ghé chỗ tiệm vàng này nữa, là không nhớ nó nằm ở đâu.
Rồi thấy rồi. Chào con. Vui nha con. Rồi công việc tốt nha. Ồ yeah, đó. Trời ơi. Quá dữ luôn. Hôm nay là gặp shipper, gọi là shipper VIP luôn đó nha. Nghe nói khách hàng VIP nên là shipper VIP phải đi giao. Anh đó hả? Thiệt không? Trời, giỡn. Em đừng khen anh đừng thiệt á. Thấy chưa? Rất là bài bản luôn. Y đây. Handshell vô trước. Giờ đây đâu đây ta? Trời, chịu nổi không? Trời ơi, làm quá. Handshell, handshell. Rồi đây, nước mắm nhỉ. Đó. Cái gì? Năm chai to và em rọc ra đi. Ôi trời, cái này nặng quá. Ồ, không sao đâu, kính này dày lắm nha bà con. Ừ. Trời ơi, cái đậu phộng luộc nữa, phải không? Đúng món mình khoái luôn. Cái này vô giùm chị. Rồi mấy đứa em đâu hết trơn rồi? Về quê hết hả? Hả? Trúng dịch hả? Trời ơi, còn có mình bà chủ tội nghiệp phải không? Mình chấm chỉ mặt ra. Rồi. Em để đây mở mở luôn đi nè con. Mở rồi mang vô đi kiểm tra đàng hoàng có đủ hàng không? Chắc dư quá. Đặt 10 chai rồi xong rồi giờ đưa 12 chai luôn. Xong tính tiền 12 chai. Được không? Trời ơi, bao bì được ha. Quá đẹp. Quá đẹp. Lúc này mùa này bán vàng khó khăn cho nên là không có mời bánh nữa, mời đậu phộng. Tại đậu phộng đó là biết đó. Không có quyết đúng không? Đó. Cảm ơn em. Nè tại vô ăn đậu phộng, ăn sáng đậu phộng đây nè cưng. Ngon quá. Xin tô này là mồi chiều nhậu. Có bao luôn. Có bao luôn hả? Dạ. Rồi lát cho anh xin luôn. Chờ, được không? Được không? Được, cái này thôi. Hợp lý. Hợp lý đúng không? Đó. Bây giờ mới gì hết. Ừ, đó. Hai bên hai chai. Cái này em để em tặng khách. Đúng rồi, này em tặng khuyến mãi á. Mua một cây vàng tặng cho. Rồi, mua một cây vàng tặng này. Mua một chỉ vàng tặng. Chứ em đặt 50 chai đó nha. Hả? Đặt 50 chai. Ừ, 50 chai giá rẻ nữa. Tại em tặng khách. Nó có cái mùi quế nữa, đàn ông có khi cũng thích đó. Mùi quế thơm à. Đây. Anh xài mùi quế. Dạ. Thấy không, mọi người thấy mình là bán hàng chuyên nghiệp. Lúc nào cũng tốn có đồ chơi hết. Đây. Ba giọt là vừa đủ. Em chà chà thôi nha. Nhà cái quế này xả thì nó dễ chơi hơn. Nhà quế này nó không có gắt đâu đó. Em để hồi chút xíu mùi này. Đàn ông là cái mùi này hơi bị hay đó. Nó bị sang á. Không, đàn ông em tặng cái này họ sẽ thích hơn á. Anh nghĩ vậy. Còn nữ thì thích mùi xả. Lấy 20 quế, 30 xả đi. 20 quế, 30 xả. Xả luôn. 20 quế, 30 xả rồi xả luôn. Đó, gọi điện về gọi liền. Lên hàng. Em khỏe không? Dạ khỏe. Trời ơi. Em khỏe rồi. Để gọi nha. Gọi cho Khánh Hà liền lập tức. Tích ra gọi video coi chừng. Chắc mặt nó chưa mấy cấp, nó không dám nghe. Ừ. Thấy không? Dạ. Em đang đâu vậy? Nghe hả? Ừ. Đang ở đâu mà thấy tối thui vậy? Em đang ở nhà. Đang nhà hả? À, không mấy cấp, không dám xuất hiện hả? Dạ đúng rồi. Rồi thôi để chuyển qua cái khác đi, chuyển qua cái không video đi. Đang chào con rồi. Ủa? Không video chuyển lại làm sao?
cái mùi này hồi nó dịu xuống nghe nó thích hơn. Đúng, đúng không? Mới đầu nó ra nó hơi hắc chút xíu, nhưng mà chút xíu nó dịu. Thôi 30 quế, 30 xả đi. Cái gì vậy? Tăng lên. À, à, trời ơi, sung sướng chưa? Hà ơi. Dạ. Rồi, chị Nhung kêu, chị Dung kêu là 30 quế, 30 xả. 30 quế, 30 xả. Rồi hai chai lớn. Hai chai lớn quế. Rồi tính giá tốt nhất nhanh nha. Dạ con. 30 quế 30 xả thì giá bao nhiêu một chai, nói nhanh luôn đi. Anh, trời ơi, bán hàng gì nhỏ này vậy chết rồi. 30 quế là 1.080.000 đó ạ. Hả? Làm sao mà em nhân em phải cái chai lẻ nó khác chứ. Chai lẻ là 38.000 nhưng mà người ta mua tới 30 chai là giá phải như nào bữa anh nhớ đó. Đó. 60 chai đó. Hả? Là có 60 đó hay là 60? Không. Thôi để chị 34.000 luôn đi. Dạ. Nha, giảm 4.000 một chai cho anh. Dạ. Dạ, con. Nha, giảm 4.000 chai luôn, coi như là thì cái đơn thường cái đơn mà 34.000 là 75 tới 150 chai đúng không? Ờ, 30. Này, nó không thuộc bài của mình nữa. Em thấy em giỏi không? Ủa, qua nay cũng mua 7 chai rồi. Ừ, thôi 34.000 cho lên. Rồi, không nói nhiều. Dài. Dạ, ba em chút. Rồi rồi, 34.000 nha. Em tính sai một cái là chỉ giận anh lành chết luôn á. Nha, là mốt anh không có chỗ anh mua vàng luôn á. Ừ, rồi chị nghe rồi. Hai chai quế lớn. Dạ. À không, không có quế, lớn không có quế. Lớn chỉ có xả. Chưa. Tại vì sao thấy xả người ta có vẻ người ta chuộng hơn, dễ xài hơn. Lấy 30 chai. Rồi. Ủa mấy ngày này em vẫn bán hả? Dạ vẫn bán. Bán từ lúc đầu dịch tới giờ luôn. Dạ. Cái ngành của em nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Ờ đúng rồi. Dạ. Dụ cho khách hàng để có tiền để xài chứ. Ai không có tiền thì cứ đem vàng đi bán. Ai có tiền thì mua vàng để đeo. Làm đủ. Rồi chết rồi. Ôi ơi chết rồi. Bỏ giấy gì vậy? Nửa tiếng à. Quý vị các bạn lưu ý nha. Nhẫn của mình mà để người ta tuốt ra một cách dễ dàng. Giống như ông anh mình hồi nãy là hơi nguy đấy. Hả? Thì lỡ là đi đâu đó mà lỡ xong cái ngủ quên cái người ta tuốt nhẫn cái là coi như xong. Đúng không? Tại sao mà hôm bữa ai bị mất nhẫn nè, quên rồi. Đứa nào đó ta? Trong nhóm mình luôn á. Đi chơi mà đi ấy xong bị mất nhẫn. À, Hoàng Long. Hoàng Long. Không cho sườn của anh làm sườn ớt sườn ngon. Được không? Con em nó khỏe hết giờ. Con em hả? Ủa có con hả? Trời ơi, bao nhiêu trái tim tan vỡ rồi bà con ơi. Ủa nhưng mà em nói ai đặt hàng cho em, anh đang thắc mắc nè. Bạn em anh Mỹ á. À. Đặt hàng. Bạn em anh Mỹ hả? Trời ơi. Có con, còn có bạn nữa là hiểu rồi đó. Ồ, single mom mà. Ồ, single mom hả? Quên à. Ất chà, đâu có nhớ đâu. À, single mom, quen. Con trai hả? Con trai. Con trai năm nay nhiêu tuổi? 16 tuổi, gái 14 tuổi, trai Úc 9 tuổi. Hoàng Đào nó trợn mắt luôn, Hoàng trợn mắt luôn kìa. Trời ơi, ba con. Ngày xưa người ta nói gái một con trong một mắt, này là gái ba con. Trong lòi mắt luôn. Trong lòi con mắt, đúng rồi. Anh thì mấy đứa? Anh ba đứa. Gái trai đầy đủ hả? Một trai hai gái. À, hai cái gái em nhỏ thôi. Hai gái nhỏ nhỏ. Quậy lắm. Rồi mày tên là cái mùa này sao bán nó có nói chung thì không. Chậm hơn không? Nói chung thì chậm
hơn so với lại mấy cái dịp đầu năm. Nhưng mà nói chung thì cái lượng khách nó mua vàng trao đổi mua thì nhưng mà ngoại tệ bán nói chung là bán nữ trang á để vô bán tại vì kinh tế đang khó khăn. Mà giá vàng dạo nghe nói giá vàng xuống hả? Lên lại. Giá vàng lên. Nó lên nữa xuống ở lên nữa. Bữa lên 48.500. Bữa nay xuống lại 46. Bữa nay là 47 mấy. Vậy là thời điểm này mua vàng vô là ngon. Chưa biết. Lại xuống nữa. Này là nói chung là không có nên ôm gì đó. Tức là này không nên ôm gì. Đừng nên ôm gì đó. Ok. Chuyên gia là chị Tuyết Dung, giờ đã thành chuyên gia tư vấn tài chính. Không, khách em chứ nhiều người cũng vừa rồi định mua vàng á, nhưng mà em nói là khi là quay nên mua rồi, không phải lúc này nên mua, tại vì giá nó dao động nó nhiều quá. Dạ, dễ thương, bán hàng mà kêu người ta đừng mua. Trời trời bại bà. Đáng gì bán vàng mà kêu người ta thôi đừng mua vàng thời điểm này. Thôi tại giá nó biến động mà. Mua thì giống như là nếu mà mấy nhà đầu cơ thích mua rồi khó ha, không biết chừng nào mới hết. Em khen anh trắng ra nhưng mà anh khen là em đẹp ra đó. Càng ngày càng trẻ, đúng không Hoàng? Đợt trước Tết mình lại mới có 6 tháng, giờ trẻ nữa. Tết bây giờ mới có 4, 3 tháng mấy hả? Mới 3 tháng mấy hả? Rồi cứ 3 tháng mà trẻ ra vậy sao ai chịu nổi? Cái ông gì bên sao? Cái ông gì bên Mỹ sao chịu nổi? Trời ơi, mỗi người ở một nơi quá xa hơn nửa vòng trái đất anh ơi. Giống như cái này là chị tình cảm như luôn luôn lan khắp nữ vậy đó. Dạ, trời ơi. Lần. Siêu dễ thương. Tại đây gió quá trời. Đậu phộng mua đâu ngon vậy chị anh ơi? Hàng khuyến mãi hả? Lúc nào ra về cũng có quà. Trời ơi. Tối nay là cứ mồm mà. Đây, quỷ chưa? Mua chợ phẩm 2 mà chắc dễ sợ luôn nè, cái hàng đậu phộng nè. Chợ Phạm Hai ở đây chỗ nó lấp lánh cả. Hả? Dạ. Quen không? Quen quá. Quen quá. Cái này hả? Đi đâu mua sắm vàng vậy? Dạ không, em đi bán nước mắm anh. Bây giờ là coi như là đóng băng hết rồi, giờ hết sản xuất chương trình rồi, giờ đi chuyển qua đi bán nước mắm với bán cơm. Phải không? Giờ vợ của bà nè nè nè, em nói thật mà. Có nước mắm luôn, bán này luôn nè. Bán gel rửa tay nè. Dạ. Đó. Xong rồi nghe bà đặt hàng nên phải đi giao. Cho tình cảm. Dạ. Em còn trẻ mà chưa bán thì thôi bây giờ để cho ông bên kia, để ông anh bên kia ổng đỡ lo, công ông nghĩ rồi, cha nội này. Dạ. Giờ đâu có làm gì đâu, ngày thường thì trưa em về đi giao cơm chơi vậy đó buồn. Chứ giờ đâu có sản xuất gì đâu. Nó đâu có cho quay đâu, giờ đâu có cho quay phim đâu mà làm sao làm. Làm hai tay không? Dạ. Thăm hai cũng chưa biết nữa, em nghĩ vậy á. Nói vậy thôi chứ không. Em nghĩ phải qua lễ quá. Qua lễ rồi đi du lịch tùm lum tà la nữa, chết nữa. Chắc chắn là phải qua lễ em nữa. Không mà nên, chắc phải nên qua lễ đi chứ. Bây giờ mà lễ mà túa đi một cái là vô duyên nữa. Đang ổn rồi thì dạ. Em nghĩ chắc là có khi phải tính lại đó. Chứ còn nếu mà lễ mà cho bung một cái nữa là nhiều khi đỡ không nổi luôn. Tại vì nếu mà trong tình trạng giờ hiện tại á, dù họ đang ở đi ở nhà đi hồ quải quá, bây giờ nói thôi xả một cái là họ đi chơi khí thế luôn. Đúng, đúng không, mình tâm lý mình cũng vậy. Còn mấy ngày nó ráng đi cho em nghĩ vậy chắc là phải nên qua lễ.
qua 2 tháng 5 xả cái là bà con ổn đỡ. Thôi như mấy bữa nay là nó khống chế được cái dịch lây lan. Ủa, rồi chính phủ mình hay lắm chứ bộ, giỡn ngoài. Mà anh nghĩ có người chết không anh? Anh nghĩ không. Đúng rồi, nếu mà chết không, người... chết là nó lấy lại không có đâu. Đồ không có đâu. Mấy ông cũng nói mà đâu có được giấu thông tin. Giấu thông tin mà nó lộ bệnh biết luôn còn dở nữa. À có gì có sao nó vậy. Tại vì bệnh là chết là bình thường. Tại Việt Nam mình có nhiều người ý thức đó, đã nhà đi đó. Bộ nước ngoài còn ơi. Ở nào nó đi đó, nó đâu có sợ đâu. Nó chà nói chuyện nãy rồi. Nãy giờ là mình là vì lý do mình ăn nha. Mình phải tháo cái này ra nha các bạn. Các bạn đừng hồi, các bạn đừng có lên tiếng chỉ trích mình nha. Vô. Đó. Mà nếu như mà nói thiệt. Dạ. Dạ. Cho nên mình đang rất khỏe, nếu mà mình có chuyện gì là do cô này lây cho mình đây. Miễn nhiễm. Dạ. Anh gần đây luôn hả anh? Ôi. Khách. Mối ruột. Đậu phộng ngon quá, thiệt luôn á. Cái này được ngàn ký à? Hả? Cái này được ngàn ký. Trời ơi. Vậy nãy giờ anh ăn mới chưa được 2.000. Trời ơi, giá thôi à. Cái này được ngàn mà vô tiệm chung là phải là 500 ngàn ký. Dạ không, em đi đao giao cơm phụ với mấy đứa nhỏ cho vui vậy đó. Dạ, tụi nó làm cơm tấm rồi đó. Tiền đâu để cho hết. Tiền gì trời. Em nghĩ nha, mình dĩa cơm. Cái đồ là 20% gì lợi nhuận. Thì vui thôi. Anh hỏi em bây giờ Grab mà nó giao, Grab họ đi giao mà 70.000. Mà mình giao mình nhận là lấy có 30 35.000 thì sao mà lời. Lộ là cái dĩa cơm mình coi như xong luôn. Nhưng mà giờ nếu mình không giao á, mình mà không đi giao thì là khách mình sẽ bị đội cái chi cái phí như kia nhiều quá. Làm cho vui để cho mấy đứa nó đỡ rảnh á. Lính tráng mà nó rảnh quá, riết nó làm biến luôn, chết luôn. Là nó ở nhà nó buồn á. Dạ. Đó nè, này cũng giao cơm nè. Ừ, đi quay xong đi giao luôn. Hôm qua là khác rồi. Rồi, quay phim rồi, đạo diễn rồi, quay đi qua đi giao cơm luôn, mắc cười lắm luôn. Diễn viên cũng đi giao cơm. Em giao hả? Đi luôn. Giao cơm là giao vàng luôn. hợp lý giao vàng đúng rồi đúng rồi. Dạ mình giao cơm thì mua cơm khuyến mãi vàng hợp lý người đừng lâm bưng ơi luôn đó. Rồi Thanh cảm ơn nha. Giờ anh chạy đi giao cho khác tiếp rồi. Cảm ơn em nha, em gái tình thương mến thương. Trời ơi, lâu ngày gặp cũng vậy ha. Cứ bắt tay đi, bắt tay cho lâu lâu xong mình lấy cái này mình rửa. Dạ rồi, rửa đi anh. Rửa. Đúng rồi, chắc cũ mà. Dạ, chắc cũ luôn. Chắc là chú vô đây chú cũng phải rửa đó nha. Chú rửa gì, phải nói rõ. Rửa tay. Rửa tay diệt khuẩn. Tự nhiên vô chú vô chú phải rửa, không biết rửa cái gì. Đây có duyên mới gặp anh ha. Dạ. Em cũng vậy, có duyên mới được gặp anh. Khán giả của mình. Tình thương mến thương. Gặp nhau là duyên. Dạ. Hết gặp nhau là phận. Rồi quên luôn thôi. Mỗi lần tôi đến đây tôi quên hết tất cả mọi thứ. Bởi vậy hèn chi ông anh bên Mỹ mà ổng sao mà ổng chịu nổi. Trời ơi, bên Mỹ mà đặt cơm ở Việt Nam mà đi giao cho Việt Nam đau đớn. Vậy là anh phải coi lại đi. Có phải là fan hâm mộ của anh quá buồn không? Chứng tỏ là khán giả mà ủng hộ mình bên Mỹ có bộ nhiều á, đúng không? Nhưng mà tức là tình người ta yêu mà người ta bên kia người ta đặt cơm cho bên đây rồi diễn qua đây, trời ơi trời mới thấy luôn á, nghe mình không tưởng là không tin em được anh. Giật mình luôn á anh, em qua đem tới em giật mình luôn á. Ờ, chứ không là bà này bà đâu có ăn ủng hộ em đâu. Trời ơi, anh nói vậy đó. Nói vậy đó, giờ nói sự thật luôn đó, may quá, nên bây giờ có lỗi quá mới mua gheo là bù á, tạ lỗi mình á.
nói đùa chứ thời gian này nếu mà các bạn quý vị các bạn không có làm gì á mà mình ăn uống thì tiết kiệm nè, ở nhà mình chỉ ăn mình nấu cơm nhà là chắc chắn là sẽ rất tiết kiệm đúng không, hoặc là mình gọi những cái món bình dân thì rất là tiết kiệm, ở nhà đâu có đi ăn nhậu gì đâu, cho nên là dư tiền lắm. Mà nếu dư tiền thì nên ra tiệm vàng Tuyết Dung ở 115 Nguyễn Hữu Cầu mua vàng về tích trữ. Vàng được tặng khuyến mãi. Dạ. Đó, mua vàng mà được tặng gel luôn, coi như mọi người khỏi mua gel của mình. Coi khi khuyến mãi nước mắm nữa. Thôi vui nha. Dạ rồi. Anh chạy nha, rồi. Dạ. Mua may bán đắt nha. Dạ. Chạy nó đi. Dạ. Ừ. Chúc anh bán cơm đắt, bán nước mắm. Có gì với thầy bạn thêm nhanh nha. Dạ. Ok. Clement á là làm YouTube ra xem ha. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Khỏe. Rồi anh chờ em chút xíu. Rửa tay, rửa tay. Hãy bắt tay xong rửa tay. À, sắp tới anh mở cái cửa hàng mini bán thực phẩm này nè. Ở dưới đây nè. Cái nào vậy? Chắc 1 tháng nữa. Ừ, tháng nữa cái tiệm về thời trang nhỏ nhỏ dưới đây nè. Anh thử anh cái mùi có thơm không? Đây chú. Mùi xả anh. Giờ thiếu cái mua 1 ký nghêu nữa là ngồi lại ra được rồi. Bữa nào mua nghêu xong qua đây mình nhậu một bữa. Được không bà chủ? Dạ được. Nhất trí không? Welcome. Được. Welcome. Rồi, hên tạm biệt bà chủ nha. Rồi. Sung sướng. Nè, chỉ tặng nước suối này uống đi cho mát nè. Rồi hai đứa hai chai luôn, dễ thương chưa? Chưa thấy bà này, bà chủ nào dễ thương như bà này. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, anh đi nha. Rồi, chào tạm biệt em. Dạ. Dạ thưa anh, em chào anh. Xin chào tạm biệt khán giả nha. Nhật ký MV hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2020. Hãy đếm từng ngày. Để đây là những cái ngày tháng mà rất là đáng nhớ. Những ngày tháng đáng nhớ nhất trong lịch sử luôn á. Những ai mà thấu sống trong thời kỳ này sẽ nhớ mãi. Tại vì nếu mà tính ra là hơn 3 tháng rồi đó. 3 tháng bắt đầu từ phát dịch. Còn mình là căng thẳng là bắt đầu từ 25 tháng 3 là mình thì khoảng hơn 1 tháng. Ở Việt Nam mình là khoảng hơn 1 tháng là bắt đầu tổng động viên để mà chống dịch. Còn nó bắt đầu từ cách đây 3 tháng rồi. Dạ. Đỡ đó. Khỏe bây giờ khỏe luôn. Bớt dịch thấy khỏe rồi. Nhà nước thì là quyết liệt, còn bây giờ đồng bào thì là rất là ý thức. Thôi cố gắng thêm ít ngày nữa nha bà con. Xin chào tạm biệt. Qua lễ đi. Dạ. Rồi, bye bye. Dạ, em chào anh.